Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta nói tới một cái đề tài rất nóng bỏng, đó là vụ mà ông luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, sẽ đâm đơn kiện các tiểu bang và sẽ kiện lên tối cao pháp viện, thưa quý vị. Thì ông Rudy Giuliani này 74 tuổi, xuất thân từ thành phố New York, và ông cũng khá nổi tiếng trong cái vụ 11 tháng 9, vụ khủng bố cái tòa tháp đôi ở New York. Cho đó từ đó thì ông nổi tiếng luôn, thưa quý vị. Nói chung cũng là một cái luật sư nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Thì ông làm cho ông Trump với vai trò là một trong những luật sư cố vấn riêng. Thì qua cái vụ tranh cử 2020 này thì đã có những cái vụ gọi là lùm xùm, và kết quả là hiện nay ông Tổng thống Trump đang thua phiếu cử tri đoàn, do đó là ông quyết định là phải kiện, được quý vị. Thì ông Tổng thống Trump vào hôm thứ Bảy cũng đã họp với thành phần cố vấn và thành phần nội các. Tuy nhiên, không ai dám đưa ra cái đề nghị gì để mà ông tự quyết định. Thì ông nói rằng ông sẽ không đọc diễn văn, thú nhận là mình thua cuộc. Đó là một trong những cái điều như thế. Thứ hai là ông sẽ không tham dự cái lễ đăng quang của ông Biden. Thì đây là những cái chuyện mà nó khá tiểu tiết, thưa quý vị. Hầu hết các tổng thống khi rời nhiệm sở thì đều dự cái lễ đăng quang của người kế nhiệm. Thì có vẻ là ông Tổng thống Trump tức tối. Và ông cũng nói rằng ông sẽ không chúc mừng, thưa quý vị. Nói chung là cũng không thú nhận mình thua, cũng không chúc mừng đối thủ, cũng không tham gia lễ đăng quang của đối thủ chính trị. Thì báo chí Hoa Kỳ cũng đã phê phán cái hành động giống như con nít rồi ạ. Mà hành động mà người ta gọi là cố đấm ăn xôi, hay là hành động gọi là tham quyền cố vị. Thì báo chí Hoa Kỳ họ càng ghét ông Trump và họ càng tâng bốc ông Biden. Và bây giờ lúc nào họ cũng nói là tân tổng thống Biden. Thì quyết định mà thưa kiện thì có lẽ là đến từ những vị luật sư của phía ông Rudy Giuliani. Nhưng mà báo chí cũng nghi ngờ đây là một cái nhóm luật sư mà bày trò, thưa quý vị. Thực chất là có lẽ là không có đúng cái sự thật lắm. Thì câu chuyện như sau, là ông Rudy Giuliani ổng loan báo là sẽ họp báo để mà trình bày những cái vụ kiện sắp tới. Thì ổng làm cho ông Tổng thống Trump bị mất mặt. Ông Tổng thống Trump ổng mới tweet ra một cái dòng tin nhắn nói rằng sẽ có cuộc họp báo ở Four Seasons, xin thưa là bốn mùa. Thì Four Seasons hay là bốn mùa là một cái tên rất nổi tiếng ở Mỹ này, là một cái hệ thống khách sạn khoảng 4 sao, 4 sao rưỡi. Nói chung là cũng khá sang trọng. Thì báo giới họ mới tò mò, thưa quý vị. Họ thấy cũng xứng đáng, tại vì ông này ông luật sư riêng của ông Tổng thống Hoa Kỳ mà đương nhiệm nữa. Cho tới ngày 20 tháng Giêng, 12 giờ trưa thì Tổng thống Donald Trump mới chính thức không còn là Tổng thống Hoa Kỳ. Và lúc đó thì ông tân Tổng thống Joe Biden mới lên thế và kế nhiệm. Còn từ đây tới ngày 20 tháng Giêng thì vẫn là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, vẫn phải làm việc cho người dân Hoa Kỳ.
Thì báo chí đổ dồn về cái khách sạn 4 mùa Four Seasons đó, gọi điện thoại lung tung hết. Thì khách sạn nó bực quá, nó mới ra thông báo, nó gửi đi cho báo chí là có lẽ một cái sự nhầm lẫn nào đó, chứ chúng tôi không có nhận được một cái thông tin nào từ phía ông Trump là đặt hàng sẽ tổ chức họp báo ở khách sạn chúng tôi ở thành phố Philadelphia. Thì Tổng thống Trump cũng bối rối thưa quý vị, mới hỏi lại ông Rudy Giuliani, thì mới lòi ra là ông luật sư này ông chơi mánh thưa quý vị. Ông mời báo chí tới một cái bãi đỗ xe mà cái công ty này nó tên nó dài dòng, nó là bốn mùa landscaping, tức là Four Season Total Landscaping. Landscaping thì nếu mà dịch dài dòng thì có thể gọi là chăm sóc cây cảnh, đó là cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà ý nghĩa thật thì có thể là đi cắt cỏ cũng là landscaping thưa quý vị, đi chặt cây cũng là landscaping, đi cưa cây cũng là landscaping, còn cái nghĩa là chăm sóc cây cảnh. Thì cái công ty này nó là chăm sóc cây cảnh bốn mùa. Thì công ty này là do một phụ nữ thành lập cách đây 27 năm, và ngày nay thì nó cũng tương đối thành công. Thậm chí là nó còn có những cái hợp đồng cắt cỏ của cả một cái sân bay nữa thưa quý vị. Cho nên là cũng khá có tiền. Thì ông luật sư Rudy Giuliani này chọn cái bãi đậu xe của công ty này để làm nơi họp báo thưa quý vị. Quý vị thấy thê thảm không? Một vị luật sư riêng của tổng thống mà không có tiền mướn khách sạn, mướn sảnh của khách sạn để mà mở họp báo, mà đi ra ngoài một bãi đậu xe thưa quý vị. Báo chí Hoa Kỳ họ cười ngất, họ cười cái trò bô la bô láo. Thành ra là họ cũng ráng tới coi làm sao. Thì báo chí Hoa Kỳ thì họ thường họ đi theo một cái đoàn, ví dụ như là bạn bè với nhau thì họ gọi điện thoại hoặc là họ nhắn tin với nhau là tôi sẽ tới đó đó, ông đang ở đâu, ông tới chưa chẳng hạn như vậy. Thì họ kéo bè với nhau, họ đi tới để tìm hiểu về cái việc mà loan báo chuyện thư kiện của luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump. Nghe nó dữ dằn lắm thưa quý vị, nghe thư mời thì rất dữ dằn, tới nơi thì hóa ra bẻ bàn ở một cái nhà kho sập sệ của một công ty cắt cỏ như tôi vừa trình bày, công ty chuyên về cắt cỏ nhưng mà tên thì săn sóc hay là chăm sóc cây cảnh thì cũng được đi, nói chung là cũng họp báo thì cũng để loa rồi để microphone rồi cũng dán một mớ giấy quảng cáo cho chiến dịch của ông Trump lên cái cửa gara. Thì báo chí họ cũng kiên nhẫn để mà họ chờ coi ông luật sư riêng này ổng phát biểu cái gì, có cái gì hấp dẫn không để mà người ta lên tin tức thưa quý vị. Thì hóa ra là họ nghe kỹ thì ông Rudy Giuliani này đưa ra những cái câu chuyện mơ hồ, những câu chuyện mà người ta nghĩ là nửa thật nửa giả, hoặc là có những cái câu chuyện mà thiên hạ cũng biết là giả nhưng mà cứ hô lên là gian lận phiếu thưa quý vị. Mình xin thưa như vậy thì báo chí nó hơi chán ngán ngán ngẩm rồi thưa quý vị. Thì nói thêm vài câu nữa là bắt đầu báo chí nó thu gom đồ đạc, nó giọt lẹ, nó không muốn nghe những cái người mà người Mỹ thường hay nói là những người loser, tức là những người thua cuộc, những kẻ thua cuộc mà còn ăn nói dấm dớ, không đưa ra được bằng chứng bằng cớ gì hết, nghĩa là nói vóng thôi quý vị. Một vị luật sư nói oan oan cái miệng vậy đó, chứ cũng chả đưa cung cấp cho báo chí một cái gì mới mẻ, một cái gì mà hấp dẫn, một cái gì mà trung thực. Chẳng hạn như ông Rudy Giuliani nói là có một bà thư ký, bà đánh máy lộn
bả thêm số zero vô. Nhưng mà cái chuyện thật này thì đúng là có bà thư ký đó thật. Nhưng mà sau 20 phút thì bả nhận lỗi. Bả nhận lỗi là bả bỏ thêm số zero cho ông Biden, ví dụ như 15.350 phiếu thì bả bỏ thêm số zero là 150.000, 3.500 phiếu. Thì sau 20 phút bà hoảng quá, bà thấy tự nhiên số ông Biden lên ào ào. Thì bà kiểm tra lại rồi bà báo cáo cho ủy ban bầu cử địa phương và họ sửa lại. Thì câu chuyện nó đã xong. Thì phía ông Rudy Giuliani la lên đó lặng vàng. Rồi tiếp theo nữa là có một cái nơi ở Nevada, tự nhiên cái phần mềm nó nhảy số thôi quý vị. Đùng cái tự nhiên nó thương ông Biden, nó nhảy thêm 6.000 phiếu, làm phe ông Trump tá hỏa. Nhưng mà sau đó ủy ban gọi là giám sát bầu cử họ cũng phát hiện ra cái con số nó kỳ cục quá, tức là cái biểu đồ nó đang đi một cách mềm mại, tự nhiên tới cái thời điểm đó đùng một cái ông Biden được 6.000 phiếu. Thì sau đó họ cũng phát hiện ra là họ loan báo là họ đã sửa lại rồi. Đó là lỗi của phần mềm. Lỗi phía trước là lỗi của bà đánh máy, bây giờ tới lỗi phần mềm. Rồi tới những cái chuyện mà nửa thật nửa giả, chẳng hạn như là nói là bưu điện đem đi đổ vứt phiếu cả trăm phiếu của người ta. Thì câu chuyện nó cũng chẳng ai biết thật hay giả, lấy vài cái thùng giấy xong rồi bỏ một đống giấy tờ lộn xộn trong đó, hô lên là lá phiếu của người dân đem đi đổ, chả ai biết thật hay giả, chả ai biết nó xuất phát từ đâu, mơ hồ. Rồi có những cái vụ như là nói rằng có một người trong ban bầu cử tự động lấy phiếu quẹt tên ông Biden vô, quẹt ào ào quý vị, nói là họ quay được video như thế, nhưng mà hóa ra cũng đồ giả nữa. Bên phía ông Trump đưa toàn nhiều đồ giả lắm thưa quý vị, là thật ra hình ảnh đó là lấy từ cái hệ thống camera an ninh của cái phòng phiếu đó, chứ chẳng ai vô đó mà quay phim hết. Xong rồi mới cắt xén, tức là phóng to lên, xong rồi mới cắt ở cái đoạn cái người đó đang cầm những cái lá phiếu, thì họ mới đồ đậm lên thưa quý vị. Thí dụ như bỏ cho ông Biden thì mới đồ đậm lên tên ông Biden. Nhưng mà quên mất rằng xung quanh những cái người mà làm cái đó thì có đại diện của hai đảng, họ đứng hoặc và họ phải đồng ý. Thì khi mà chiếu lại cái camera an ninh thì thấy những người đó đều đứng xung quanh cái ông mà được gọi là ăn gian đấy quý vị. Hóa ra là bằng chứng giả. Nó những vụ như vậy cho nên là báo chí họ chán ngán cái ông Rudy Giuliani này. Cho nên họ rút êm thưa quý vị. Sau khi mà họ nghe được những cái chuyện cáo buộc mà không có gì mới mẻ, có thể kiếm trên internet đầy ra, thì họ lập tức họ rút lui liền. Tại vì họ không muốn họ trở thành trò hề, hoặc là họ không muốn họ trở thành tay sai của một anh luật sư dấm vớ đưa ra thông tin tầm bậy đưa quý vị. Cho nên là cái cuộc họp báo đó cũng nhanh chóng kết thúc một cách trong bẻ bàng. Cái bẻ bàng ở đây báo chí nó phanh phui là đây là cái công ty cắt cỏ, và cái sân để mà họp báo là sân của một công ty cắt cỏ. Kế bên là một cái nhà kho của một công ty xuất bản mà gọi là ấn phẩm dành cho người lớn. Kế bên nữa là một cái nhà gọi là nhà tang lễ thưa quý vị, thê thảm như vậy. Cho nên là báo chí mới nói rằng có thể là một cái điềm xấu cho ông Trump. Vì tổ chức mà kế bên một cái nhà tang lễ, một cái funeral home, thì có lẽ ông Rudy Giuliani cũng không ngờ là mình tổ chức một cái nơi quá tệ như vậy. Thành ra báo chí Hoa Kỳ họ họ đang cười cợt cái chuyện mà gọi là không tiền đi mướn hotel để mà tổ chức trong một cái sảnh cho nó đàng hoàng,
mình chạy ra một cái bãi đậu xe mượn miễn phí để mà làm một cuộc họp báo trong vội vã, trong bẻ bàng, trong gọi là nhếch nhác, thưa quý vị, không xứng tầm trong một cái vấn đề như vậy. Thì người ta nghĩ rằng và người ta đoán rằng có lẽ cũng đã hết tiền, có lẽ cũng đã mạc vận nữa quý vị, vì mướn một cái chỗ để mà phát biểu mà cũng không có tiền mướn, mà hô hào lên gây quỹ 60 triệu đô la thì có lẽ cho tới cái hôm nay cũng chưa có bao nhiêu tiền hết. Cho nên phía ông Giuliani mới không có tiền chi trả cho khách sạn. Tại vì xin thưa quý vị là cái tiền mướn khách sạn cũng chẳng bao nhiêu, vài ngàn đô. Nhưng mà còn không có tiền vài ngàn đô thì lấy gì đâu mà đi thưa kiện tới chi phí 60 triệu đô la. Cho nên có thể là ông Trump sẽ thất bại trên con đường kiện tụng pháp lý. Vì không có tiền thì tự động không ai làm việc nữa, thì tự động tới cái ngày mà người ta kêu ra tòa chẳng ai ra hết, thưa quý vị. Hết tiền rồi đâu còn mướn luật sư nữa, thì cũng dẹp tiệm. Thì đó là cái ý kiến mà báo chí họ đã lên ồn ào về cái vấn đề họp báo ở ngoài bãi đậu xe của phía ông Trump. Thì như tôi có nói là ông Trump ông cũng thề quyết là chiến đấu tới cùng. Quý vị hãy tin tưởng tôi, chiến đấu tới cùng. Nhưng mà việc thắng ở 4 tiểu bang cuối cùng và có thể là phải lên tới tối cao pháp viện và thắng ở tối cao pháp viện cũng là một con đường rất gay go, quý vị. Vì tôi nói đó, là những cái lá phiếu ăn gian mà thì tòa có thể hủy bỏ những lá phiếu đó, 100-200 phiếu không thành vấn đề. Nguyên cái cuộc bầu cử của một cái tiểu bang họ không có dại dột gì mà đem hủy bỏ rồi đi đếm lại tốn tiền, ai chịu, thưa quý vị. Đúng, có ăn gian có thể có, chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra, ăn gian bánh bung, gian lận lấp liếm láo lừa có, nhưng mà vẫn không đủ để thay đổi tình thế. Như tôi nói đó, tòa sẽ coi ồ đúng rồi, mấy cái phiếu này ăn gian, dẹp xong, bây giờ đếm lại là ông Trump vẫn thua hàng chục ngàn phiếu, ông Biden có thể mất 100 phiếu, xong, không làm được cái gì hết, không thay đổi được tình thế thì thua thôi, thưa quý vị. Thì tin giờ chót báo cho biết là có lẽ là ông con rể của ông Trump cũng đã có những cái lời khuyên giải cho ông bố vợ của mình về vấn đề thất cử, thưa quý vị. Có vẻ thôi, tại vì báo chí cũng nói là ngay cả ông chánh văn phòng Matt Meadows cũng không dám đề cập tới cái chuyện mà ông thua hay là ông thắng, thưa quý vị. Mấy ông trong nội các thôi giả vờ, ông nào khôn thì nộp đơn từ chức, lo đi kiếm công ăn việc làm khác. Còn ông nào còn bám víu thì cũng run lắm. Tại vì tới 20 tây tháng giêng là phải đi ra khỏi Nhà Trắng nếu thua cuộc. Tới ngày 14 tây tháng 12 là đã biết kết quả của cuộc bầu phiếu đại cử tri. Thì cũng đã thua cuộc ngay từ lúc đó, thưa quý vị. Là lo chạy trước. Tại vì để trễ quá có thể là không kiếm được công ăn việc làm. Không phải dễ trong cái mùa Covid-19 này. Cho nên nhiều cái vấn đề nó lúng túng. Thì đó là tình thế của câu chuyện ông luật sư riêng Tổng thống Trump. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.